khi mà anh em đã lắp đặt cái con DSP 408 vào thì xong rồi setup xong thì cũng thấy nó hiệu quả nó tốt hơn không? Thì tôi rất là cảm thấy là thích, tại vì trước đây cũng xài con số rồi, nhưng mà cái con cái ạt đi này nó mình không có phần mềm, mình không có làm được gì ở cái kia những chuyển theo ấy, cái pháp quen thì tôi vẫn cũng đạt quá, vẫn là như tôi phải thay đổi cái cục này để mà làm cho nó thành hiệu quả. Chiều đoán đến mẹ của tận cả đời mẹ đã thao tận đến con, cho con gần nhẹ đầu nó, cả lòng mẹ đã quên con biết chi. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to bronze. Sáu bảy ha một hai ba bốn.
hê hê hê, sáu bảy lên, sáu bảy hơ hơ hơ. Chưa sử dụng đến trong bụng, tại vì trong cái
cái này nó có cái chức năng chống uống cũng khá là hay. Mình cần thì mình đẩy lớn, nhưng mà nếu mà nó zip một xíu thì mình sẽ chống hợp.
Truy cập website khaphudakaudio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ số hotline phía Bắc 0965 122 221, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Showroom phía Nam tại số 8 đường số 4 khu phố 6 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Kha Phú Đạt Audio để bạn có thể là người đầu tiên chiêm ngưỡng những video tiếp theo.